Rüdiger giễu cợt lố bịch và tuyển Đức trả giá đắt cho thói ngạo mạn. Hậu vệ Antonio Rüdiger đứng chết chân vì sốc khi bị Samurai sành tung hai nhát kiếm độc kết liễu tuyển Đức, chỉ không lâu sau khi anh tung cú nước rút như nhảy múa trêu chọc đối phương. Người Đức rất khó chấp nhận trở thành những kẻ thua cuộc, lại thua một đại diện châu Á bị xem cửa dưới của họ. Nhưng thực tế phũ phàng đã chứng minh cho thói quen coi thường đối thủ của tuyển Đức khiến cỗ xe tăng phải trả giá đắt. Mới dẫn có một bàn từ chấm penalty. Các cầu thủ Đức giữ bóng và tấn công nhiều hơn mà không thể có bàn nhân đôi cách biệt từ các pha dứt điểm hời hợt lẫn những nụ cười như mỉa mai đối phương với suy nghĩ không. Ghi bàn, lúc này thì phá lưới khi khác. Thế rồi hai bàn thắng muộn của Nhật Bản đã đập tan ý chí của người Đức với một tâm thế kèo trên không coi ai ra gì. Tuyển Đức nhận cú sốc chỉ vài phút khi hậu vệ Antonio Rüdiger chạy cao chân như khiêu khích và diễu cợt Takuma Asano đang nỗ lực săn bóng ở bên phải. Cũng từ một tình huống mà Asano ghi bàn ấn định 2-1 ngay sau đó, lại chẳng thấy bóng dáng Rüdiger ở đâu. Trận thua khiến tuyển Đức đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hậu vệ Antonio Rüdiger mà nhiều người đã liên tưởng đến sự bất khuất của người Đức hiện đại, đứng chôn chân tại chỗ bên phần sân của Nhật Bản. Những chiến binh Samurai xanh ăn mừng chiến thắng tưng bừng xung quanh và Rüdiger vẫn ở đó, chết lặng vì cú sốc về những gì đã xảy ra. Không biết Rüdiger có thầm thía nỗi đau thua trận ngay sau khi anh phi nước đại một cách phô trương lố bịch, cứ như dễ dàng vượt qua đối thủ Nhật Bản của mình. Rüdiger dường như không cảm thấy tự tin cho lắm, bởi giờ đây, tuyển Đức của anh đã trở thành nạn nhân thứ hai ở World Cup bại trận trước một đại diện của châu Á. Sau cơn chấn động Saudi Arabia hạ nhục tuyển Argentina, có thể cú sốc thất bại trước đội tuyển Nhật Bản không mang lại cảm giác địa chấn như trận thua của Argentina trước Saudi Arabia. Bởi Samurai xanh chơi bản lĩnh và hiệu quả như chính người Đức trước đây, việc đưa Mario Götze vào sân thay người ở hiệp 2 là một lời nhắc nhở về những vinh quang trong quá khứ, Đức không còn như xưa. Cỗ xe tăng không đến Qatar với tư cách là một trong những ứng cử viên được yêu thích. Và khi họ khởi hành đến Doha vào tuần trước, điều đó xảy ra trong bối cảnh thờ ơ. Đừng quên, đây là đội tuyển Đức đã bị Anh loại tương đối dễ dàng Euro năm ngoái. Còn tại World Cup gần đây nhất, Đức bị loại ở vòng mở màn lần đầu tiên kể từ năm 1938. Họ cũng thua trận đầu tiên cách đây 4 năm trước Mexico, trước khi gục ngã trước Hàn Quốc 0-2. Giới hâm mộ có thể cảm thấy khó chấp nhận tuyển Đức giờ không còn đáng sợ nữa. Trong phần lớn thời gian của trận đấu với Nhật, họ trông buồn tẻ, u rũ và mệt mỏi. Họ phụ thuộc quá nhiều vào đôi chân nhanh nhẹn và bộ óc thông minh của Jamo Musiala, nhưng khi khả năng ứng biến của anh cạn kiệt, họ cống hiến rất ít. Đức kiểm soát bóng vượt trội nhưng càng cạn kiệt ý tưởng khi trận đấu càng kéo dài. Đấy là một dấu hiệu cho thấy họ đang vật lộn để bước tiếp từ quá khứ, vĩ đại mà Thomas Müller vẫn là một trụ cột vững chắc của đội bóng ở tuổi 33 và Götze. Người chưa bao giờ lấy lại được phong độ như anh đã thể hiện tại World Cup 2014, vẫn đang bị treo giò. Màn trình diễn hay nhất có cảm giác Đức đã giành được một chiến thắng ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Trái ngược với phản ứng yếu ớt của đội tuyển Anh khi bị FIFA đe dọa phạt nếu Harry Kane đeo băng đội trưởng Onyelo, các cầu thủ Đức đã chụp một bức ảnh với hai tay che miệng để biểu thị rằng họ đang bị bịt miệng. Sự phản đối của tuyển Đức có thể khiến FIFA phải xấu hổ, những người chỉ nói suông về sự phong phú về quyền bày tỏ chính kiến. Nhưng đã làm mọi cách để bóp nghẹt nó tại giải đấu này.